Rồi, chào cô chú và anh chị. Hôm nay Tâm lại giới thiệu cho gia đình mình một siêu phẩm căn nhà cực đẹp luôn, nằm trên trục đường quốc lộ 50, trục đường chính từ ngã tư Gia Bảo vào bên trong nhà chỉ mất khoảng là 500 mét thôi. Và ở đây thì đường xá thì thông thoáng, xe hơi 7 chỗ, 4 chỗ, thậm chí 16 chỗ vô thoải mái luôn, đi hỏi đám cưới tuyệt vời luôn nha cô chú anh chị ha. Thì căn nhà này á, đối với cô chú anh chị là trước giờ Tâm chưa bán cho gia đình mình một căn nhà hoàn công mà tuyệt đẹp như vậy. Thì hôm nay có một căn nhà hoàn công tuyệt đẹp luôn. Và công trình kế bên thì Tâm đang làm dở dang đây, của làm chung với ông anh. Thì đầy đủ sàn, sàn đây là 30 nha cô chú anh chị nha. Đó, cái này là chỉ có là bê tông cốt thép, mà bê tông cốt thép tươi luôn nha cô chú anh chị. Đó, và ở đây thì bên Tâm sử dụng á, nếu mà cô chú anh chị biết về xây dựng á, thì bên Tâm làm là cát thanh ba. Đó, thanh ba nha. Còn thanh châu á, là nó, tam châu á, là nó hơi đen đen một chút cô chú anh chị ha. Còn cái ở đây thì Tâm làm là tất cả là cát, đá, xi măng, là đồ xịn hết luôn cho gia đình mình. Có được một căn nhà như ý, có một căn nhà tuyệt vời hơn cả tuyệt vời luôn. Đây thì tường đây nè cô chú anh chị ha, đây là phần thô để cho chú anh chị mình nhìn nhận được cái căn nhà như thế nào, bên Tâm làm như thế nào. Còn đây là hoàn thiện nha cô chú anh chị. Đây là phần thô, cô chú anh chị thấy cực kỳ là đẹp không đó. Và bê tông cốt thép không có một miếng mái tôn nào luôn nha. Và là cái này là lấy búa tạ đập thôi, nó mới xi nhê. Còn bình thường là không bao giờ xi nhê, mà đập nhiều khi đập mấy chục tháng luôn ha, mới xi nhê cô chú anh chị ha. Thì căn nhà này bên Tâm là ép cọc bê tông là 7 m, và diện tích của căn nhà này là 4 m 4, dài tới là 23 m, kết cấu là một trệt hai lầu, bê tông cốt thép hết từ A tới Z luôn cho gia đình mình luôn. Đã hoàn công hết 100% rồi, sổ đã hiển thị nhà luôn, nhà cấp 3 đó, nhà cấp 3 chứ không phải phim cấp 3 nha cô chú anh chị. Đó, thì ở đây cực kỳ là đẹp và sang trọng cho gia đình mình luôn đó. Và ở đây thì ép cọc từ trong ra ngoài cô chú anh chị mình đó, là tới là 36 tim với 4 hầm tự quỷ, và ra ngoài đường lộ của mình đây đó, cổng là nối vào ở cổng của nhà nước, thì có tất cả là cống thoát nước cho gia đình mình. Nên căn nhà này cô chú anh chị mình yên tâm ở tới già, ở tới đời con đời cháu luôn cô chú anh chị, không xi nhê ha. Mình làm tài sản cho gia đình mình cũng phải có giá trị một xíu cô chú anh chị. Thì giá của căn nhà này đó là 3 tỷ 1 thôi cô chú anh chị ơi, quá là đẹp luôn, với một cái mức giá nhẹ nhàng thanh tao hợp lý, quá là tuyệt vời, ngon bổ rẻ hợp lý luôn. Thì căn nhà này với tận 6 phòng ngủ nha cô chú anh chị, 6 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh đó, và tất cả là có một cái phòng thờ. Và điều đặc biệt của căn nhà này là hai mặt tiền nha cô chú anh chị, mặt tiền trước và mặt tiền sau đó, đường hậu luôn. Nên cô chú anh chị mình thấy được có một căn nhà không bao giờ mà nhàm chán luôn, thì mình muốn hướng nào cũng được luôn. Hướng nhà chính của mình là hướng bắc, và hướng nhà sau của mình là hướng nam, và mới 100% đó, chỉ có người quẹt qua một xíu thôi. Thì ở đây á, thì Tâm đang làm cái công trình kế bên, thì khi mà bàn giao xong á, thì Tâm sẽ sơn lại cho gia đình mình, muốn màu nào Tâm sơn màu đó cho gia đình mình ha. Và mình dát vàng luôn căn nhà này, dát vàng 100% với vàng 24K, và có máy năng lượng mặt trời, nóng lạnh hết đầy đủ luôn, tắm là rất là phơi luôn. Giống như làm về mệt mỏi cô chú anh chị có được một cái máy nước nóng, trời ơi, tắm mở một cái như khách sạn luôn, không bao giờ chán luôn. Rồi á là đổ thật 100%, đổ thật 100% nên vô nhà nó mát cực kỳ là mát luôn. Tưởng đâu ở Đà Lạt không nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, thì ở đây á, thì công năng sử dụng của con căn nhà mình á, là đường trước nhà đây là đường thông là 5 m, đường đằng sau là 4 m. Đó, và sân trước của mình đậu xe ô tô thoải mái luôn, 7 m nha cô chú anh chị. Phòng khách, phòng bếp với 6 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh. Và tất cả là bê tông cốt thép, đổ sàn 30 cho gia đình mình luôn. Đó, 30 thì cỡ nào? Hết 1,5 cm bàn tay của mình ha cô chú anh chị ha. Trước nhà là có hai trụ cột cổng bê tông cốt thép hết 100% luôn, với một cái cổng bằng sắt CNC rất là đẹp luôn. Đó, và ở đây thì cô chú anh chị sắt này rất là dày luôn, sắt 40, sắt hộp. Đó, và làm cho mình kiên cố và chắc chắn luôn, với một cái mức giá tiền cực kỳ là tuyệt vời. Đã hoàn công nhà cấp 3 ở trên sổ rồi. Đó, và đường thì thể hiện đường luôn, nên cô chú anh chị mình vay căn nhà này thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Vay được tới 25 năm. Đó, và ở đây thì gia đình mình
Nếu không muốn vay ngân hàng, mình trả thẳng luôn thì tuyệt vời luôn. Căn nhà này có thể vay 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ rưỡi nha, cam kết với gia đình. Còn nếu cô chú anh chị không đủ tài chính, mình có thể vay căn này mắc cây luôn là 1 tỷ 8 đến 2 tỷ cho cô chú anh chị ha. Đó, thì mình chỉ cần thêm khoảng 1 tỷ thôi đã sở hữu được căn nhà hoàn công đầy đủ hết luôn. Vị trí thì nằm trên trục đường quốc lộ 50 vào bên trong nhà, cực kỳ đẹp và cực kỳ là thoáng cho gia đình mình ha. Đổ thật nên cô chú anh chị mình thấy có nguyên cái ô quăng luôn nè. Đó, và mở đèn luôn. Và điều đặc biệt của căn nhà này á là rất là nhiều ổ cắm điện nha cô chú anh chị. Làm chung với ông anh. Cái này là vừa xây để mà ở cũng là xây để bán luôn cho gia đình mình. Đó, chung với lại nếu cô chú anh chị mình đã xem cái căn nhà ngàn hu rồi á thì đây là chung chủ luôn nha cô chú anh chị ha. Đó, xây rất là kiên cố luôn. Thì ở ngoài sân đây bên tâm ốp gạch lên tới một mét 9 nha cô chú anh chị, cao cực kỳ là cao luôn cho gia đình mình. Đó, và ở đây CV điện đài hết nha. Mình có thể là nguyên cái sân này mình nhậu nhẹt thoải mái luôn cô chú anh chị. Rất là thích luôn, 7 mét lận mà. Mình để luôn một cái chiếc xe 16 chỗ vào bên trong sân nhà mình luôn. Diện tích mình là ngang 4m4, dài tới 23m thì quá là ok rồi ha. Rồi, ở ngoài sân đây thì cô chú anh chị thấy là có hệ thống công tắc cực kỳ là đẹp luôn. Rồi, ổ cắm điện ha, từ trên xuống dưới đầy đủ hết cho gia đình mình ha. Tất cả đều là âm tường hết, có bản vẽ đầy đủ hết cho gia đình mình luôn. Đó, xây cho con cái chỗ đáng nha cô chú anh chị ha. Ở cái chỗ đáng luôn. Rồi, ở đây thì cô chú anh chị thấy có hệ thống đèn cực kỳ là đẹp luôn, đèn trần pha lê. Ở đây giác vàng 24. Đúng luôn 24. Và đối diện nhà mình là có những căn nhà cấp 4, cô chú anh chị, các nhà sân vườn cấp 4 nên là rất là nhẹ nhàng, rất là thoáng luôn. Nhà mình ở đây không phải gọi là cao sang quyền quý gì hết, nhưng mà cao nhất, đẹp nhất khu này cô chú anh chị. Rồi. Rồi, thì mặt dựng ở đây cô chú anh chị là có được là đá hoa cương cực kỳ là sang luôn. Rồi, đây là hệ thống lớp cửa kiến cường lực rất là dày, rất là sang cho gia đình mình. Đây khóa, ở đây tất cả là khóa Việt tiệp hết cho gia đình mình ha. Vừa sang vừa hợp lý luôn cô chú anh chị, vừa sang vừa hợp lý luôn. Cam kết 100% luôn nha cho gia đình mình. Và trực tiếp bên tâm xây dựng bảo hành cho chú anh chị dàn móng không 20 năm. Nhà là 12 tháng cho gia đình mình, cam kết mạnh luôn cho gia đình mình ha. Rồi ở đây cô chú anh chị cực kỳ là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Được ốp gạch lên tới 1m9 luôn. Tất cả đều là ốp gạch lên 1m9 hết, rất là đẹp. Và vào khung số đỏ hết cho gia đình mình ha. Ở bên trên trần là trần hệ thống đổ đúc luôn, không có miếng thạch cao nào hết luôn nha cô chú anh chị nha, đổ đúc hết luôn. Và ở đây thì cô chú anh chị thấy là chạy đường chỉ rất là đẹp luôn, chỉ pha rất là đẹp luôn với những cái hoa văn và họa tiết cực kỳ là đẹp ha. Và ở đây là giác vàng 100% luôn. Và có một cái bộ đèn chùm pha lê đó, đèn chùm pha lê cực kỳ là sang. Bên dưới là đá bóng kiếp là 80 nhưng với 80 cho gia đình mình, cực kỳ là thoải mái đó cô chú anh chị ha. Rồi vào bên trong đây, rồi khu vực đây cô chú anh chị thấy không, tivi không cần phải có tắp lô, ở đây nguyên một dàn luôn đó, được xếp hàng 5 con cá khô đó, 5 con cá khô 1 2 3 4 5, thoải mái rất là ok ha. Rồi vào đây thì một xíu thì cô chú anh chị mình có được là một cái nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm cho gia đình mình ha. Rồi rất là tuyệt vời luôn. Và một cái màu rất là nhẹ nhàng là màu tím thủy chung. Bồn cầu là aqua hết 100%. Đây thì có là kiến, đây là đầy đủ hết luôn cô chú anh chị ha. Cảm ứng nha. Đó, kiến cảm ứng nha cô chú anh chị. Đây, kiến cảm ứng có tâm trong đó luôn ha cô chú anh chị ha. Đó, rất là đẹp luôn. Và khu vực đây thì có một cái chiếu nghỉ bằng đá hoa cương hay cô chú anh chị. Đấy, đầy đủ hết. Và cửa đây là cửa đóng thông nhà sau đến nhà trước nha cô chú anh chị. Đó, nên là rất là tuyệt vời. Rồi, ở khu vực đây là không gian của bếp cô chú anh chị. Không gian của bếp thì có hệ thống tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Và rất là dài luôn cho gia đình mình, để thoải mái luôn. Đó, để thoải mái luôn. Thì ở đây thì để đỡ thôi cô chú anh chị ơi. Tại ông anh để đỡ thôi, đang xây dựng nhà kế bên nên để đỡ để mình cho thợ ăn uống công trình ha, cô chú anh chị thông cảm. Xong thì hoàn thiện trả về cho gia đình mình, trả cho gia chủ nhà mới 100%. Ha 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 ha. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Bồn inox đây vuông cực kỳ là to luôn. Đó, inox 100% luôn và sử dụng là những loại tốt nhất, hợp lý nhất cho gia đình mình. Đó. Rồi đây là không gian của phần phòng sau, mình có thể làm phòng khách ở đây nha.
Đó thì nguyên một cái phòng rất là rộng, rất là thoáng luôn. Đó, có cửa sổ nè, gió lùa vào từ trong ra ngoài mát ơi là mát, thổi bay tâm luôn ha, thổi bay tâm luôn. Và ở đây thì có đèn, cô chú anh chị có đèn nữa đây, để tâm mở cho, cực kỳ là đẹp và sang. Đó, lên đèn thì cực kỳ là thoải mái. Và đây là phần sân sau cô chú anh chị ơi, đây là mặt tiền sau của nhà mình thì có nguyên một dãy nhà đã ở hết rồi nha. Đó, mặt tiền này là 4 mét, cô chú anh chị thấy nhà mà có hai mặt tiền thì quá là tuyệt vời luôn. Và ở đây thì cũng được ốp gạch hết rồi, cô chú anh chị ốp gạch hết luôn, nên là không có sợ là mưa nắng giả dầu. Mưa nắng giả dầu, có dầu xăng sức nha cô chú anh chị. Rồi ở đây thì có được cái vòi nước nè để mình có thể rửa sân rửa xe đó, rất là tuyệt vời luôn. Rồi ở đây nè, đó nhà cửa thì san sát nhau, tất cả nhà là những cô chú anh chị ở trung tâm thành phố về đây ở không, nên là rất rất là tuyệt vời luôn. Và những mẫu nhà đẹp cực kỳ luôn. Đây cô chú anh chị nhìn từ trên xuống dưới có một cái khoảng sân rất là thoải mái luôn nha. Nhà bên Tâm á là làm là sơn, tất cả là rồng chống thấm là rồng đen hết, và sơn đây là xong chống thấm hết đầy đủ hết cho gia đình mình luôn, nên rất là tuyệt vời luôn ha. Rồi mời cả gia đình mình cùng tham quan tiếp những cái chi tiết của căn nhà mình ha. Rất là ok, hợp lý luôn nha cô chú anh chị. Thì nếu gia đình mình là dân xây dựng sẽ biết được căn nhà là đổ thật đổ giả như thế nào. Và ở đây thì Tâm cam kết với gia đình mình đã hoàn công 100% rồi. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu. Quá là hợp lý, có đèn cầu thang đầy đủ hết luôn. Thì có 6 phòng ngủ của chú anh chị, có 6 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh thì là quá tuyệt vời cho gia đình mình rồi ha. Rồi mỗi một tầng là một CB riêng biệt hết cho gia đình mình. Đây mà cả gia đình mình cùng, đây là phòng ngủ thứ nhất dành đến cho gia đình mình ha. Buổi sáng đây mình không cần mở đèn, mình không cần mở đèn, rất là sáng luôn. Và nhìn quanh cô chú anh chị tất cả đều là ốp gạch hết, và ốp gạch tường liền nha cô chú anh chị, không bị bụi nha, không bị phân thằn lằn ha cô chú anh chị, liền lạc luôn. Và cô chú anh chị mình nhìn hết tổng quan cái phòng của mình, tất cả là ổ điện từ trên xuống dưới nha, ổ điện nè, ổ cắm nè, đó. Rồi tất cả đều ốp gạch lên tới 1m9 thì gia đình mình ha, CV nè đầy đủ luôn, không cần phải mở đèn, không cần phải mở đèn, buồn buồn không cần mở đèn luôn, chỉ có 3 tỷ mốt thôi cô chú chị, nhanh tay sở hữu, chỉ cần 1 tỷ là có nhà rồi ha. Rồi ở đây thì có cửa sổ, cửa rất là cực tuyệt vời luôn. Rồi nếu gia đình mình mà đi từ ở khu vực chợ Hưng Long lên trên nhà cũng rất là gần luôn, hoặc cô chú anh chị mình tới ngã tư Gia Bảo đó thì đến nhà cũng rất là ok. Đây là ban công nhà mình có tay vịn bằng inox kiến cường lực 8 ly đó, xung quanh nhà cửa san sát nhau, nhà sân vườn không, nên có một cái view rất là đẹp luôn cho gia đình mình ha. Rồi trên trần đổ hết, đổ đúc hết luôn nha cô chú anh chị, đổ đúc hết đã hoàn công 100% rồi, hoàn công đầy đủ hết cho gia đình mình nên rất rất là ok. Đó, hành lang thôi là cũng ốp gạch hết luôn nè cô chú anh chị, hành lang thôi ốp gạch rồi. Rồi đây là phòng ngủ thứ hai cho gia đình mình, hỏi một phòng ngủ gì rất là rộng nha cô chú anh chị, một cái màu tím rất là dễ thương, màu tím thủy chung. Đó, và ở đây thì có dây chờ máy lạnh, ống đồng đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Cô chú anh chị mình nhanh tay sở hữu căn nhà đẹp xinh lung linh, hợp lý luôn cô chú anh chị ha. Rồi đây là phòng ngủ thứ ba dành đến cho cô chú anh chị, có nhà vệ sinh riêng biệt bên trong phòng ngủ luôn cô chú anh chị ha, cực kỳ là thoáng, cực kỳ là thoải mái luôn đó, và rộng rộng cực kỳ là rộng luôn đó, từ dưới lên trên cô chú anh chị ha. Và tất cả được ốp gạch lên tới 1m9 hết ha, và có một cái đường chỉ chạy giữa rừng rất là sang. Rồi đây cô chú anh chị mình có được một cái căn nhà phòng vệ sinh mà nó sang, mà nó hợp lý thì cô chú anh chị mình thích, rất là thích nha. Bồn cầu rồi vòi sen cửa đây. Và ở đây thì cô chú anh chị mình có ốp gạch nè, đó rất là đẹp luôn cho gia đình mình. Và tất cả kính đây là kính cảm ứng hết nha cô chú anh chị ha, tất cả kính ở đây là kính cảm ứng hết 100% cho gia đình mình ha, cảm ứng hết. Rồi thì một cái phòng cô chú anh chị thấy rất là dài rộng, mà tất cả phòng nào cũng dư tắp lô á, dư ổ cắm, làm cho gia đình mình rất là nhiều luôn.
Đấy, ở trong nhà này mà sạc được 200 đến 300 cái điện thoại luôn nha cô chú anh chị, 300 cái điện thoại đó. Rồi cuối phòng đây thì cũng có một cái nhà vệ sinh cực kỳ là dài luôn cô chú anh chị, cực kỳ là dài và thoáng luôn đó. Nhà vệ sinh cực kỳ là thoáng nha cô chú anh chị ha. Đó, cũng có được là một cái kiến cảm ứng luôn cô chú anh chị. Đó, kiến cảm ứng luôn nha, cực kỳ là sang, với một cái bồn rất là đẹp và tuyệt vời cho gia đình mình. Và ở đây thì cô chú anh chị mình thấy một căn nhà vừa rộng vừa dài vừa sang và rất là hợp lý luôn, không bao giờ phải chán nha cô chú anh chị ha. Rồi mời cả gia đình mình cùng lên trên lầu 2 của căn nhà. Lầu 2 của căn nhà thì rất là thoải mái cho gia đình mình cô chú anh chị ơi. Có sân thượng trước sau. Đó, có sân thượng trước sau rất là thoải mái. Và ở đây thì được một cái là đầy đủ hết. Cô chú anh chị thấy rất là thoáng luôn ha. Rồi đây là phòng ngủ thứ tư dành đến cho gia đình mình. Quá là thoải mái luôn cô chú anh chị. Đó, và tất cả hệ thống ổ cắm điện nè, rất là nhiều luôn, công tắc luôn. Đó, và ở bên trên thì cũng có đầy đủ, mình không cần phải mở đèn cô chú chị, mình mở lên thì nó đã lắm, đó, nó đẹp lắm cô chú chị ha. Đó, và ngoài đây thì cũng rất là tuyệt vời, nếu mình để một cái giường ở đây thì mình nhìn ra thì phong cảnh hữu tình, có nguyên một cái ao sen, đó, ao súng, nhìn rất là thích luôn cô chú chị. Đó, và ở đây có ban công bên ngoài thì để sẵn hết dây chờ máy lạnh, ống đồng hết nha cô chú chị ha. Đó, cực kỳ là sang luôn. Và buổi tối mình mở hết đèn lên thì căn nhà này nó rất là thoải mái. Và ở đây thì cô chú anh chị mình cách với các trung tâm thành phố tầm khoảng 30 đến 35 phút thôi, rất là thoải mái cho gia đình mình. Rồi đây là phòng ngủ thứ 5 dành đến cho gia đình mình ha. Phòng ngủ này rất là rộng luôn. Cũng có màu tím hoa sen, rất là nhẹ nhàng, màu tím thủy chung. Và gạch ở đây thì bên trong ốp hết rồi, đó, ốp hết cho gia đình mình luôn. Sơn đây là sơn có mình đang sử dụng, là mình lau được nha cô chú chị, mình lau được luôn. Rồi đây là nhà vệ sinh tích hợp với phòng tắm luôn nha cô chú chị, đầy đủ luôn, với vòi sen, vòi xịt, bồn cầu liền khói. Và cô chú anh chị thấy một cái bồn lavabo ở bên trong đây, cô chú anh chị thấy rất là đẹp luôn, với những cái vân chỉ, rồi gạch ở bên dưới nữa cô chú anh chị. Gạch ở bên dưới là gạch ở bên trong 5 sao nha cô chú anh chị nha. Đó, những cái khách sạn 5 sao sử dụng. Rồi đây là phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ thứ 6. Nhìn ra bên ngoài cực kỳ là đẹp luôn. Đó, mình có thể là nhấn một cái phòng để mình làm phòng thờ. Thì cô chú anh chị mình muốn làm phòng thờ nào cũng được. Đây, đằng sau đây cực kỳ là mát. Và nguyên một cái thành phố luôn cô chú anh chị, nguyên một cái thành phố luôn. Và kế bên đang chuẩn bị xây trường học cấp 2. Đây cô chú anh chị thấy không? Đây, xây trường học cấp 2 luôn nha cô chú anh chị. Ai? Đó, đây có trường học cấp 2 đang làm đây cô chú anh chị ơi. Đầy đủ luôn. Đó, nên là cô chú anh chị mình yên tâm. Đó, cho mình xem. Đang xây trường học rất là nhiều luôn ha. Rồi, ok. Và đây thì nhà ở đây gia đình mình thấy rất là thoáng luôn. Thoáng mát, đầy đủ luôn, hàng xóm láng giềng thân thiện nữa. Và gió ở đây thì cực kỳ là thích luôn nha cô chú anh chị, cực kỳ là thích luôn. Đó, và ở đây thì có được là một cái sân thượng để mình leo lên trên. Đó, cầu thang để mình leo lên sân thượng trên để mình có thể là vệ sinh đầy đủ hết, không có miếng máy to nào hết nha cô chú anh chị. Đó, rất là thích luôn. Rồi thì Tâm xin nhắc lại thông tin của căn nhà này. Căn nhà này nằm trên trục đường quốc lộ 50, cắt với lại là cầu Ông Thình là khoảng là 10 mét thôi cô chú anh chị, rất là gần luôn, 10 mét thôi. Và ở đây thì cô chú anh chị ngay ngã tư Gia Bảo, ngay ngã tư Gia Bảo vào bên trong nhà thì là 500 mét. Và cô chú anh chị mình đi chợ Hưng Long cũng được, thì chợ Hưng Long vào bên trong nhà thì mất khoảng là 8 cây số thôi. Và ở đây thì cô chú anh chị mình đi đến các quận trung tâm như quận Nhất, quận 5, quận 3, Bình Tân, Tân Lửa khoảng tầm 35 phút theo tuyến đường quốc lộ 50. Hoặc cô chú anh chị mình từ Đại học Y Dược thành phố, đó, cô chú anh chị mình lên trên nhà cũng mất khoảng là
35 phút rất là gần luôn. Và căn nhà này là một siêu phẩm, bên Tâm làm cùng với ông anh đầu tư chung và đưa đến cho cô chú anh chị một căn nhà đáng đồng tiền bát gạo luôn. Đã hoàn công 100% rồi. Đó, có máy nước nóng lạnh, năng lượng mặt trời hết nên là rất là thích cho gia đình mình. Và căn nhà là bê tông cốt thép đổ sàn là 30 không nha cô chú anh chị. Đó, và căn nhà với diện tích là ngang 4m4, dài 23m, kết cấu là một trệt hai lầu, hoàn công đầy đủ 100% luôn. Và căn nhà này ở có hai mặt tiền. Ở mặt tiền trước là đường 5m, xe hơi, xe tải, xe 16 chỗ vào bên trong nhà thoải mái luôn. Mặt tiền sau là 4m, rất là thoáng cho gia đình mình luôn. Thì mặt tiền trước là hướng bắc và mặt tiền hướng sau là hướng nam. Với căn nhà này với công năng sử dụng là đường trước nhà là đường 5m bê tông, có cống thoát nước đầy đủ luôn cho gia đình mình. Sân trước mình là 7m, phòng khách, phòng bếp, sân sau, và có một cái đường hậu đằng sau là 4m luôn, có 6 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, và tất cả nhà vệ sinh đều có công năng là đèn cảm ứng hết cho gia đình mình. Và căn nhà này căn nhà dát vàng, căn nhà dát vàng hết luôn nha cô chú anh chị. Sử dụng gạch rất là tuyệt vời luôn cho gia đình mình ha, gạch loại nhất không và liền lạc với tường luôn cô chú anh chị. Thì căn nhà với một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi là 3.1 tỷ thôi cô chú anh chị, còn thương lượng và vay được ngân hàng 2 tỷ nha cô chú anh chị ha. Và bây giờ thuế má thủ tục lên rất là cao nên bên Tâm bán cho gia đình mình với một cái mức giá vẫn ổn định nha, không có bao giờ tính thuế lên ha cô chú anh chị ha. Vật tư lên bên Tâm vẫn bán giá ổn định cho gia đình mình, và căn nhà này chỉ có là 3.1 tỷ thôi cô chú anh chị, 3.1 tỷ thôi, quá là đẹp, quá là nhẹ nhàng cho gia đình mình luôn, hợp lý, ok cho gia đình mình. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Hãy like, share, comment kênh của Tâm và hãy giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà, đầu tư, hãy giới thiệu cho Tâm. Tâm cam kết đưa đến cho cô chú anh chị một cái căn nhà hợp lý, hợp túi tiền và rẻ nhất trên thị trường, và điều đặc biệt là chất lượng dành đến cho cô chú anh chị là sự uy tín của Tâm. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.